nếu mà chị đã gặp khách hàng rồi mà người ta không lấy họ nói với chị là bởi vì là à, anh thấy sản phẩm của em chưa đặc sắc anh thấy sản phẩm của em là thế này thì kia hay là anh thấy sản phẩm của em là ABC nguyên nhân nào đó thì bây giờ mình sẽ hỏi là thế là anh mong muốn như thế nào thì bởi vì người ta phải nói rõ ra chứ bây giờ mà cứ nói là à, ví dụ như bình thường đúng không Mình tìm hiểu khách hàng mà mình hỏi người ta luôn là bây giờ anh mong muốn sản phẩm như thế nào mà người ta nói cụ thể ra Ví dụ có những người nói là anh thích sản phẩm cao cấp thế nào là sản phẩm cao cấp thì người ta sẽ nói rõ cho mình biết ví dụ như là anh muốn là những cái họa tiết nó này nó in trên họ hoặc là những cái kẻ nhưng anh thích là những cái kẻ mà này. À, không đều này và những cái kẻ kể cả hao vải cũng được giá thành cao cũng được nhưng mà miễn là chất lượng đây okay. và mẫu mã đấy ví dụ như vậy vâng wow, vâng wow. chỉ cần là nói với mình như vậy thôi thì mình bắt đầu à anh này anh mong muốn như này kia Thế nên thông thường mà khách hàng của chị bao giờ chị cũng đi chị ngồi nói chuyện sau đó chị hỏi người ta là thế nhu cầu mong muốn của anh ấy của chị như thế nào chị thích các loại vải gì và chị bán vải mà ví dụ như là chị thích vải họa tiết không hay là chị thích nào vải trơn nhưng mà cái hand feel nó đẹp thế? thế khách hàng thì chỉ thích những cái vải có họa tiết nhưng mà có những khách hàng thì chỉ thích cái họa tiết để làm sao wow. in lên được đó. lúc đó mẹ à hóa ra chị này là cái gu của chị là như thế và cái cái khẩu vị của chị là như vậy. Thì em biết được khẩu vị của người ta rồi ấy, thì lúc đó em sẽ đi đúng cái người ta thích. Chị vừa nói với em ấy thì có những cái người phải trơn, hand fill đẹp. Có những người giá cả thấp nhất có thể. Nhưng, mà, nhưng miễn là chất lượng được kiểm soát. Bởi vì đi đến với chị thì đa phần mọi người sẽ mong muốn chất lượng rồi. Chị đi chuyên hàng kỹ mà. Sau đó, wow, wow. Có những người thích hàng cao cấp, cái sự thiết kế đặc biệt. Lúc đó mình phải nghiên cứu người mình để đưa cho người ta một số mẫu đó. nhưng em kiên trì em chăm sóc người ta có thể lúc đầu chưa được nhưng mà em sau em chăm sóc người ta rất là nhiều thì rồi người ta sẽ lấy vệ của em thôi nhưng mà lấy mà để ừ. ra cái quan trọng ở đây này là chị luôn luôn chị nói mọi người vấn đề là phải xây dựng được rain fan biết rain fan là cái gì không rain ừ, fan em chưa nghe cái này luôn nghe bao giờ đúng không à, thì em hiểu như này rain fan tức là những cái fan hâm mộ họ sẵn sàng giới thiệu khách hàng cho mình mình hiểu đơn giản đó là khách hàng trung thành ừ. Khách hàng sẵn sàng giới thiệu khách hàng khác cho mình. Phải wow, wow. yêu quý mình. đó wow. Và làm thế nào để tìm mọi cách để mình phải xây dựng được cái rain fan là cái quan trọng nhất. Ví dụ mình phải tạo mối quan hệ với khách hàng. Mình phải cho người ta nhiều hơn những thứ người ta mong đợi. Ví dụ người ta mong đợi wow. cho hẳn A cộng luôn. Người ta mong đợi là 10 cho hẳn 11 luôn. không với chị mục đích là em muốn là chia sẻ với em về vấn đề liên quan sản xuất và để mong muốn là biết đâu cơ hội em có thể hợp tác với chị đó là mục tiêu nhưng sau đó à, chị dẫn giới thiệu cho em là cái cách em phải xây được danh fan cái cách em làm việc khách hàng làm sao để thông tin người ta càng cho em nhiều càng tốt ví dụ người ta sẽ wow, wow. thị trường người ta là gì người ta sẽ nói cho em biết là khẩu vị của người ta là gì người ta sẽ nói cho em biết là người ta mong muốn những cái gì ở đất nước mình người ta đang tìm kiếm cái gì đó thì chị đang cho em nhiều hơn cái em đang mong muốn wow, wow. thì có phải là em sẵn sàng em tìm tin tưởng chị em tìm về làm cùng chị. Vâng vâng. Đúng. Và em sẵn sàng em giới thiệu một cái ví dụ nhá, ví dụ chỉ ví dụ thôi, là sau này mở khóa liên quan đào tạo kinh doanh liên quan đến sản xuất, đi ra công như thế nào để yên tâm là không bị người ta để làm sao để khi làm việc với khách hàng là sao mà để để làm cho người ta không trả đúng tiến độ. Ô cái đấy được à. Đấy à. là, là à. em chưa vào vấp nhiều thôi. Em va vâng, vào Vâng vâng. Em biết cái đấy em nghe rất em nhiều, nhiều luôn. Theo chiều gió nhé Tuấn nha. Chính vì vậy em phải nghe hết video của chị Thì chia sẻ quan gia công Đó đó thì có phải là khi mà chị cho em như thế này Có phải là sau khi chị mở khóa học Em có sẵn sàng giới thiệu học viên chị không? Vâng bà... Đấy Thì chị đang ví dụ Thì khi mà như vậy thì là Em chị bảo là Tuấn ơi bây giờ em em đăng hộ chị cái cái này lên trang cá nhân của em Có cái này thì đào tạo không? Và mọi người khi muốn quan tâm về khởi nghiệp thời trang Hãy học không? Bà... không? Thì nếu mà như vậy bà... thì có phải làm em sẵn sàng giới thiệu gì thì, thì lúc đó em chính là ray fan của chị. Vâng wow, vâng. Wow. Rồi em nghe nó hiểu đấy, chị. đấy thì làm sao em làm thế nào thì làm. Em phải kiếm được ray fan từ chính ừ. của em. Đó được gọi là khách hàng ruột. Và trước đây khi mà ngày xưa chị không hiểu tại sao bây giờ chị đi chia sẻ rất là nhiều. Bởi vì chị bị nỗi rất là nhiều. Thì nói em là chị cứ chống ra cái là chị đặt lịch chị. Chống ra cái là lại, lại hỏi xem à. là tại sao chị mà làm. Mọi người đăng ký đi. Thế ra cái lượng người đăng ký thì cũng được khoảng độ hai mươi mấy người ấy. Đấy. Nhưng mà mọi người lại chậm chân một cái nào. Thay đăng ký cả đó thì cả inbox thêm. Rõ ràng là có hết thông tin của chị ở đấy mà. Tại sao không nên đấy mà inbox? Inbox thẳng vào trang cá nhân của mình đúng không? Thì sale sếp là gì sẽ là ưu tiên hơn. Đó thì cái đang cần ở đây ấy, chính là gì? Em cũng như vậy. Bây giờ nếu em muốn là cái cái sản xuất của em tốt, em nhớ cho chị một điều là phải xây dựng rain fan. Khi em xây dựng rain fan được thì doanh thu của em lên được. Và nhớ cái đấy là cái key của một doanh nghiệp là mình lấy khách hàng làm mục tiêu. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, luôn luôn đáp ứng của nhu cầu của khách hàng và đáp ứng trên sự mong đợi của họ thì lúc đó em sẽ có được tập khách hàng và dần dần em sẽ có họ. Đó thì chị tin là trong một quá trình em làm và tại sao chị muốn đào tạo mọi người như thế này? Yên tâm chị đào tạo miễn phí còn dài lắm quan trọng là ai muốn học và và chị sắp tới chị sẽ xây dựng cả một cái kế hoạch về marketing cái kế hoạch làm sao mà cái kế hoạch về kinh doanh bởi vì ví dụ khi bán hàng nó còn nhiều vấn đề lắm ví dụ như là kênh fan cách xây kênh fan như thế nào không phải có từng bước mình đã tìm hiểu người ta chưa mình đã đủ hiểu người bà. ta mình đã lên trang cá nhân của người, người ta mình tìm hiểu chưa và biết được nhu cầu của họ như nào chưa mình biết được nỗi đau của họ chưa đã bao giờ em viết nỗi đau của họ ra chưa và đã giờ viết nối đầu của khách hàng ra chưa? có biết họ mong muốn điều gì không? À, chị thường suy ra từ cá nhân ra tập thể vì bản chất bà. công thức là giống nhau. Bà, bà. cái điều gì cả? Dạ, đấy. đấy là một cái điều mà 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 mình phải lưu ý là khi mà em làm khách hàng của em bây giờ như thế suy nghĩ xem là mình đã đủ tìm hiểu họ chưa? ví dụ như là cái giá của họ thì bây giờ nói tôi đã có tôi đã có những thông tin bây giờ bạn hãy đưa cho tôi cái giá thì nhớ nhé chị chị sẽ dạy các em về cái thương lượng và đàm phán đấy thế nên tại sao chị nói với em là người ta đưa giá thế thôi bắt đầu cách đưa giá là như thế này đầu tiên họ nói là một đô em cứ nói chị là hai đô sau đó họ sẽ bảo là không được cứ kệ họ đi bởi vì họ tìm nhiều lắm em đừng bao giờ nghĩ chuyện một khách hàng sản xuất mà em vào phát em vào được ngay quá trình đàm phán sau đó là uh, xuống một đô tám một đô bảy lại lên một đô một một đô 2, cứ như vậy nó lên rồi bắt đầu mọi người sẽ có điểm chạm có thể điểm chạm em là một đô rưỡi tức là em phải đưa ra một cái khoảng cách xa ra sau đó là mình sẽ nói với họ còn nếu mà họ bảo là đúng một đô mới làm được nhưng mà sản lượng ta như thế bắt đầu em sẽ đợi một bên chị vào bắt đầu mình sẽ là gì bắt đầu một đô ba sẽ hỏi họ là gì có quan tâm chất lượng không vải gì cũng được cũng được không có cần test kiểm hóa không có cần test cơ lý không có cần test kiểm tra bất kể chất lượng gì không có cần co không hay chỉ cần xuất khẩu thôi đấy thì khi đó mình sẽ hỏi hết người ta về những cái giấy tờ mà cần sau khi mình mới biết thông tin xong bắt đầu mình làm gì mình đi tìm xưởng những cái xưởng mà gia công giá thấp ví dụ như chị chủ nói em pyjama chẳng hạn có những cái xưởng gia công 20.000 nghìn nhưng có những xưởng gia công 120.000 đấy nó kinh khủng à. tiếp hồn nhiều xưởng mua giá em dần quan trọng là mình khi mà mình có cái góc nhìn mình rộng hơn thì, thì mình cũng chẳng có gì giật mình cả vâng 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 đó thì em sẽ có một góc nhìn rộng hơn, mình sẽ biết là nên làm như nào. Đó. Những cái gì mà chị muốn chia sẻ, còn em làm ấy thì bây giờ còn một cái vấn đề xuất khẩu nữa. Là bây giờ là em làm, sau bên chị sẽ làm cùng. Và tất nhiên một buổi chia sẻ này thì cũng chỉ là để em biết một cái kiến thức cơ bản. Còn em muốn sâu wow. hơn nữa, thì thứ nhất là em phải xem toàn bộ video của chị ở trên kênh của chị. Thì em sẽ góc wow. nhìn. làm nào gia tăng tổng khách hàng, có những góc nhìn về kinh doanh, có những góc nhìn về sản xuất, có những góc nhìn về may mặc. thì sau này thực ra những cái video của chị bây giờ ra thì đa phần là chị tư vấn, tại vì đầu tiên chị cũng định là quay video, đợt này chị lại trả quay mấy mà đa phần là chị cứ tư vấn này này, chị quay lên nhưng mà chỉ ghim ảnh chị thôi, nên là không có ảnh mọi người. Vâng wow, wow. vâng. Nhiều người ngại mà, thì khi mà đưa lên như vậy thì mình sẽ có một cái, thì ví dụ như có nhiều người người ta vào xem, thì người ta cũng sẽ có thêm cái kiến thức, ví dụ như người ta xem luôn cả hai chị em này thì người ta sẽ có luôn một cái kiến thức tổng quan hơn về yeah, cái ngành wow. của mình họ cũng cũng có một cái góc nhìn mở hơn thì thay vì là chị uh, nói một mình là quay những video trước đây chỉ chỉ quay một mình thôi. Vâng. Wow, Tất wow. là chị đều là hướng dẫn như thế này hoặc là những cái buổi zoom đông người nhưng mà chị sẽ sẽ ghi mỗi ảnh chị lên. Vâng. Wow. Nói chuyện thoải mái. Vì quan trọng là kiến thức vịt đúng là cái kiến thức này trong ngành ấy thì những cái người trong ngành như mình thì mọi người sẽ cần. Đúng như chị nói là chưa có tư duy phân tích khách hàng toàn uh, gọi là cái thực chất của mình thích ra để mà đem gắn mát cho khách hàng với chưa cũng không phải là chưa chưa hẳn đã phân tích và đã hiểu khách hàng đúng rồi như vậy ừ, đúng rồi quan trọng mình đã hiểu khách hàng chưa Còn uh, nếu... quan trọng nhất là mình phải hiểu như chị nói là phải đáp ứng được đa phần uh, nếu mà mình không hiểu thì chắc chắn là mình sẽ không đáp ứng được yêu cầu của họ hoặc là mong muốn của họ đang đang đề ra Thế nên là tỷ lệ mình có thể là một là tiếp cận cực kỳ khó hai là tỷ lệ chuyển đổi nó cao đúng rồi bởi vì sao mình, mình tiếp cận khách hàng mình chưa đủ để hiểu khách hàng đúng bản thân chị bây giờ nhé là chị đang tập trung vào việc là đi sâu vào khách hàng nghiên cứu khách hàng xem là khách hàng mình có những cái mong muốn và có những cái nhu cầu gì để xem họ có những nhu cầu gì và mình có đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của họ để, để mình làm đó những cái mà hiện tại mình đang làm Ok, à, đấy à, thì cứ nghiên cứu xem là bây giờ bỏ thời gian ra xem video hồi làm việc cái xưởng như nào, cái xưởng gia công như thế nào. Vào vào. Wow. Công như nào thì em sẽ xem. Sau okay, khi em xem một góc nhìn xong thì là nếu mà cần thêm một buổi gì đó tư vấn mà ví dụ như là cái chiến lược kinh doanh chẳng hạn. Và vào một, vào. Cách mà làm sao mà để xây dựng và tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Nghĩa là quan trọng em phải biết em muốn cái gì nhé. Dạ, vâng. Và... Nó cứ dù gì như vậy thế nên chị cũng muốn làm ví dụ như em mà mong muốn ví dụ như nào cách làm việc với khách hàng như thế nào, làm sao để mình có thể lấy được tập khách hàng, làm sao để mình có thể tạo được mối quan hệ với khách hàng. Vâng, à, vâng, đúng. Rồi. Rất đơn giản đó. À, nhớ cho chị từ từ khóa nó chính là rain fan. Video mình hay cho mình xin một like ở YouTube để kênh YouTube có thể chia sẻ video được đến nhiều người hơn và cho mình xin một sắp để bạn có thể nhận được video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.